À, xin chào quý vị và các bạn à, và, hôm nay là một ngày chủ nhật phải nói là à, cực kỳ vất vả à, nói vất vả thì cho nó vui thôi chứ còn hôm nay à, phải nói là một cái ngày mà rất là đông khách và bên em từ sáng cho đến gọi là gần như là chiều muộn luôn à, thì, à, em có bác khách bác đang hỏi là em à, một cái máy tính 15.6 inch với uh, uh, giá tầm 4 triệu rưỡi đột lại Thì em có lên cho uh, bác một con máy của hãng Toshiba nhé Dòng Toshiba quý, quý vị biết rồi đấy Dòng này của nó thì trong phân khúc này của nó đứng hàng đầu luôn đó đây là con máy 15.6 inch của Toshiba quý vị nhìn này Thiết kế của nó rất là đẹp đây, Trên này của nó này, mặt trên nó còn rất là ok luôn nhé đấy, quý vị nhìn này Đó, đó còn rất ok là... Rồi, chúng ta sẽ Đó. xem xung quanh nhé Đó. Đấy, chúng con này còn rất ok luôn quý vị ạ. Nhìn còn rất là đẹp Đó. Đó. Dòng người 5.6 của Toshiba Đó. Chúng con này còn quá ok luôn quý vị ạ Đó. Rồi, chúng ta xem mặt dưới nhé Mặt dưới này Đó. Chúng là rất đẹp nhé quý vị nhé Rất đẹp ok Đó giờ chúng ta sẽ xem là bên trong của em nó xem nó như thế nào nhé Đó. trong của em nó nha xem có ok không nhé Đó. Rồi, trước mắt quý vị đây là một cái màn hình 15.6 của hãng Toshiba Đó. này cái cam này Đó. 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 màn hình 15.6 thì nhìn quá rõ nét ok rồi quý vị nhìn các cái các cái này của nó cũng còn rất là ok còn rất vẫn rất là đẹp nha quý vị nhé Đó. Vân xước của nó còn rất là ok, rất là đẹp nhé Về bàn phím các thứ nói chung là còn rất ok luôn Rất ok luôn Đó. Đấy, Chắc không có điểm gì để chê em nó cả rồi Đó. Còn quá ok luôn rồi Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái hố cấu hình của em nó nhé Rồi con này Con này thì của cấu hình của nó là như sau này Con này cấu hình của nó là Y5 này. Đấy, thế hệ 7 nhá, 7300U này, RAM 8GB nhá quý vị nhá, RAM 8GB nhá, đó. RAM 8GB, đấy, màn hình của nó là màn hình 15.6 nhá quý vị nhá. Màn hình 15.6, đấy, con này rất là ok luôn nhá. Đó. Màn hình 15.6, màn hình HD 15.6. Đấy, quý vị nhìn thấy dòng Toshiba một trong những dòng chuyên chuyên về gọi là 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 về điện tử cho nên là về cái màn hình của nó quý vị biết rồi đấy nó là gần như là nhất luôn gần như là nhất luôn về nói về màn hình TV còn sản xuất là TV Toshiba còn bán màn hình cho tất cả các cái khác thì quý vị biết rồi đấy nó làm màn hình rất là ok và ổ của nó là ổ SD 128G quý vị nhé 128G dạ vâng đó em xin được báo giá luôn nhé đó giá của con này à, là 4 triệu 050.000 nhé quý vị nhé 4 triệu không trăm năm à, Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé Màn hình các thứ của nó còn rất là đẹp Không có một cái điểm à, đen chết hay là điểm à, phát quang, phát queo gì cả Đấy, Màn hình rất đẹp nhé Máy móc cũng rất là ok nhé Rất là ok luôn Tất cả hàng nhà em về là hàng nguyên bản hết nhé Hàng nguyên bản hết À, không có sửa chữa hay gì cả đâu nhé hàng về nguyên bản hết có thế nào là về sao có thế nào là nhà em bán vậy nhé và <laughs> tất cả các hàng này thì là nhà em đều bao test 7 ngày cho quý vị kể từ ngày quý vị nhận hàng nhé quý vị nhé và được tặng kèm theo uh, uh, sạc zin theo máy nhé dạ vâng em uh, xin được kết thúc video tại đây và quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại em xin đọc lại nhé 0966 594 địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo về đây.